Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Thanh An, Trương Thị Mỹ Trang, Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh, Lê Na, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh đã về tiếp xúc cử tri tại xã Tịnh Phong. Cử tri xã Tịnh Phong kiến nghị tình trạng một số công trình trong khu công nghiệp V-Ship thi công ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước tại một số khu dân cư, gây ngập cục bộ. Tình trạng lấn chiếm lòng đề đường tại chợ bò diễn ra nhiều năm, gây tình trạng kẹt xe thường xuyên khi công nhân đi làm, nhưng chậm được xử lý. Tỉnh cần lắp đặt camera giám sát tại ngã tư Hàng Gia để xử phạt nguội các trường hợp vi phạm giao thông. Bên cạnh đó, cần lắp đặt thêm đèn tín hiệu giao thông tại một số ngã tư trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã, để giám sát tình hình vi phạm giao thông và đảm bảo trật tự xã hội. Giá vật tư nông nghiệp tăng, nhưng các sản phẩm nông nghiệp làm ra giá thấp. Nước thải của khu công nghiệp làng nghề tỉnh Ấn Tây xả ra các con kênh, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân vùng hạ lưu xã Tịnh Phong. Đại biểu Hội đồng Nhân dân cùng chính quyền các cấp đã trực tiếp trao đổi, làm rõ các vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền giải quyết, những vấn đề vượt thẩm quyền. Đoàn tiếp thu, ghi nhận và chuyển lên cấp trên xem xét giải quyết trong thời gian tới. Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện Mộ Đức đã tiếp xúc cử tri tại xã Đức Phú. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Đức Phú kiến nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện. Hiện nay giá cả các mặt hàng vật tư nông nghiệp đều tăng, nhất là phân bón, nhưng sản phẩm nông nghiệp làm ra giá không cao, nên nhà nước cần có chính sách hỗ trợ cho người nông dân để giảm bớt khó khăn. Cầu Cây Ké thuộc tuyến đường Minh Tân Bắc Phước Hòa bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Dự án trang trại bò sữa Vinamilk Đức Phú đã thống nhất đền bù cho 96 hộ dân, diện tích 11,8 ha, nhưng đến nay chưa thực hiện. Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng và đại biểu Hội đồng Nhân dân đã giải đáp tại chỗ một số kiến nghị của cử tri, đồng thời ghi nhận các kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Cũng trong sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm các phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Đức và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh huyện Mộ Đức đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Đức Thắng. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Đức Thắng đã có kiến nghị các cấp tiếp tục quan tâm chế độ hỗ trợ làm nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công khó khăn, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho lực lượng thanh niên xung phong, còn có mức hỗ trợ phụ cấp cho người làm công tác các hội đoàn thể xã hội ở cơ sở thôn và phụ cấp cho lực lượng tổ an ninh nhân dân ở cơ sở. Cần sớm đầu tư kè vùng hạ lưu sông Vệ, đầu tư kiên cố hóa kênh mương thủy lợi. Cần quan tâm hỗ trợ kinh phí nâng cấp các tuyến đường giao thông, các công trình di tích bị xuống cấp. Đầu tư trang thiết bị y tế tại các trạm y tế để chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cần có giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình thi công tuyến đường Dung Quốc - Sa Huỳnh. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện và chính quyền địa phương ghi nhận và giải trình một số ý kiến của cử tri đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp chuyển đến Hội đồng Nhân dân tỉnh và cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, giải quyết.